Cả đó, nướng đây bình thường. Trời, nó vô đít có cổ tay rồi, tới nó thủ không được. Xin mời các bạn xem trận giao lưu giữa Tem Chợ Đều, Tấn, Tú, Duy và Đồng. Bên kia là cao thủ Thạch Đen, Đặng Long Kiếm. Đặng Long Kiếm sau thời gian quá lâu mới trở lại các bạn. Đặng Long Kiếm từng 4-4 với Campuchia tại sân quận 12 và đôi công với Khanh Super. Đôi công Khanh Super tại Cầu Tre các bạn, và thất thủ trước Khanh Super nha. Bây giờ anh ta lâu quá mới thấy anh ta trở lại sân nha. Đặng Long Kiếm áo xanh các bạn. Trời ơi, cái thằng nhóc này hay quá Duy ơi. Ba điều. Chú đang quay mà đừng có chửi giùm cái Tấn. Mẹ ơi, chửi khơi khơi luôn. Ba điều. Con đen. Bốn ba. Bên kia 4-4 là Thạch. Bên kia 4-4 là Thạch Đen, Đặng Long Kiếm và hai thằng em trẻ các bạn. À, tội nghiệp chiếc xe quá. Bốn ba. Tấn Chợ Đều khoảng 2 tuần nay Tấn Chợ Đều lên tay ghê gớm quá. Hôm qua đánh tại sân, hôm kia đánh tại sân bay sư đoàn 309, Tấn Chợ Đều quýnh quá gớm. Trời ơi, có một kìa. Thằng Nghiêm gì đó chạy luôn rồi. Nè mày, khóc hả mày? Rồi sao đừng chửi cái lãnh tử. Bị lóc hoài. 5-4. Chết với Tấn đi. Trời ơi, Tấn hay thiệt cũng nội thôi. Có nhiều fan hâm mộ đang hỏi Tấn hiện tại bây giờ nhà ở đâu. Đại Lâm cũng chẳng biết Tấn nhà ở đâu luôn. À, thì ra là ở Kinh 5, Kinh 3, Kinh 5 gì kìa, ở Tân Hiệp à. Cái lưng dài. À, Tuấn hiện tại bây giờ ở Chợ Đều các bạn, nhưng mà nhà là Kinh 5 hay Kinh 3 của Kiên Giang Rạch Giá nha các bạn. Quay. Đây con ghế nè. Đây con 6 đều. Mất cho Bành với Long Kiếm đi. Trời ơi Long Kiếm ơi. Ê. Đi qua đại đi anh. Kiếm thì một trắng mà cua kia là hai trắng đó. Có nói sai sai á. Các bạn lên bắt cái ghế lên trắng Long Kiếm á. Có gì đó sai sai vậy chứ. Kiếm thì một trắng mà cua kia là hai trắng á. Mới bay coi lại à. Thằng trẻ Di thì mới ghê nè, nhóc nhỏ anh đang lên nè. Đó, trời ơi. Tung dây rồi. Cho banh nó tay luôn mà tay luôn. Banh tay luôn. Thì bây giờ đang cãi trái bóng này nha các bạn. Tung dây rồi. Một bên từng dây, một bên dây bông mà như trái bóng ngoài rồi. Đừng nóng Tú ơi, em nó còn trẻ. Em còn bé. 8-6. 8-6, ok. Đúng rồi, 8-6. Chết đi. Mất bành gì Tấn rồi. Kiếm á, kiếm hả? Để cái sông đao kiếm lên Tấn quánh cũng chết nè. Hiện tại bây giờ ai Kinh 5, Kinh 3 gì của Tân Hiệp, Kiên Giang các bạn. Tấn hiện tại là nhà đó nha. Chết đi. Rồi trời, Long Kiếm ơi, Long Kiếm. Để coi. 9-7.
Lông kiếm ơi, là mất cho anh với gì? Trời ơi, gì hay quá gì ơi. Còn trời ơi, chết với Tứng. Thấp rồi, hay quá Tứng ơi. Chưa sao, chưa sao. Chuyện cho Di nè. Di, trời ơi, trời ơi. Tứng đang một độ thật không rồi. Tứng Long kiếm từng đôi công với Khanh Shipper mà thua Khanh Shipper, vậy là con đánh kiểu này là con đôi công với kiếm được cái Tứng. Chết với kiếm đi. Đấy, cơ hội. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chuyện đẹp á, chuyện đẹp á, chuyện đẹp. À, nói gì nói, tấn công tốt mà chuyện đẹp nữa trời. Không tam. 4 ngoài. 9-0. Rồi, phá quá Tứng ơi. Mười một trên. Ui. Chết Tứng ơi. Mất bánh như gì? Tốt về ngoài. Trời ơi. Cái nữa gì? Hay gì ơi? Trời ơi thằng Di. Quá hay. Di ơi, hôm nào về gọi sợ với chú Di ơi. Nó thấy mày tơ tơ đưa quýnh với ba mẹ con của mày qua. 0-11. Chết đi, đường đó không ăn đâu. Tay rồi, tay. Hai không. Thạch cũng phá cũng được lắm các bạn ơi. Nãy giờ Thạch phá được 4 trái banh rồi các bạn. 1-2. Trời ơi, hay quá, hay đều. Bây giờ Tấn phát ngàn kiếm này là được rồi Tấn. Hai đều. Kiếm bước 1 yếu lắm biết không? Trời ơi, bên đó chi trời. Mất cho banh đi mấy ông nội. 13-12. Kèo này là Thạch kiếm với hai thằng trẻ kia. Thạch không có đánh nha các bạn, Thạch thủ thôi các bạn. Thạch phát thủ thôi nha. 13-12. Mười ba mười hai. Duy nè, Duy. Trời ơi Tứng. Trời ơi, mày đẩy kiếm đẩy lâu lâu trắng mày cay dính đây chờ. Tứng 13-14 rồi Tuấn chết à. 14-12. Đưa Tuấn cái nữa tại mâm luôn. Quá thiệt luôn á Thạch Đen ơi. 5 điểm chứ nhiều, xe banh có 5 điểm. 13-14. Trời ơi. À, bên kiếm Thạch Đen mà là trẻ nắng nha các bạn. Đây là các bạn nhìn kỹ Đặng Long kiếm nha và Thạch Đen nha. Đây. Tấn là như cái gà, cái đầu rồi, gà này. Đây, này Thạch chụp, nói Tấn như cái đầu gà đó. Nha, đó đó. Bẻ cổ chết rồi. Còn ở đây là Đặng Long kiếm. Một trong những cầu thủ đôi công với Khanh Shipper tại Cầu Tre các bạn. Và 4-4 với Campuchia ở quận 12 các bạn. Hiện tại bây giờ là 11 giờ trưa nè. Các bạn thấy khán giả đông không? Đang nói bụng ngồi coi hấp dẫn quá, đông nó bụng luôn. Còn tôi là Bình Lý Duyên Tào Lao, chào biết đâu VTV6 nha, Trần Hoàng Đại Lâm nha. Chúc các bạn cuối năm 2019-2020 chuẩn bị bước sang năm mới nha. Vui khỏe, may mắn, an khang thịnh vượng nha. Đấy. Thank you.